Rồi, ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lâu lắm rồi mình không có làm video clip lại cho anh em coi. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip lại cho anh em coi ha. Hôm nay mình sẽ bắt đầu năm mới. Mình sẽ bắt đầu làm từ cái con game HeroLand này. Thì là cái con game này rất là hay ha. Và mình sẽ làm từng clip cho anh em coi. Còn anh em nào muốn tải thì lên Steam tải nha. Tại vì con game HeroLand này nó chỉ có trên Steam thôi. Rồi, hôm nay thì anh em nào mà có chơi rồi và chưa biết cách đánh boss như thế nào thì hôm nay mình sẽ làm những cái clip hướng dẫn. Thì để đánh được cái con boss ở trên này, tức là mình hôm nay đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em đánh con boss rồng. Thì anh em coi cách mình đánh nha. Anh em có thể cầm vũ khí gì cũng được ha, nhưng mà phải có đồ hồi máu để thôi nó quýnh chết. Giờ anh em họ đánh như mình nha. Giờ mình sẽ đánh cho anh em coi. Anh em đừng có để ý là mình xài vũ khí gì ha. Anh em coi này, con rồng này thì nó có tất cả bốn cái đầu ha. Và khi mà cái đầu ở trên cùng á nó phun lửa thì anh em cứ di chuyển khỏi mấy cái dòng của nó, nhưng mà anh em phải tấn công nó nha, để thôi nó hồi máu lại. Mấy con này nó chỉ có một cái cơ chế là khi mà anh em ngưng tấn công á, sau một thời gian nó sẽ hồi máu lại. Rất là nguy hiểm. Đấy. Rồi khi mà có hai cái tia lửa đỏ, tức là cái con rồng trên cùng, con rồng dưới cùng nó sẽ đánh, thì các anh em cứ đứng ở giữa và chết về phía bên trái chút xíu là anh em thoát khỏi. Đấy, thấy không? Đó, anh em thoát khỏi. Anh em coi cách mình đi nè. Đó, mình di chuyển ha. Rất là đơn giản luôn. Đó. Không, mình di chuyển đơn giản luôn và mình cứ tiếp tục tấn công thôi. Còn khi mà nó đánh ở cái đầu bên bên phải thì mình sẽ né về bên trái, mình đứng mình bắn. Còn khi mà nó qua bên trái thì mình sẽ qua bên phải mình đứng ha. Đấy, anh em coi này nha. Nè, đấy, nó đánh ở giữa thì mình đánh ở giữa nhưng mà hơi chết về phía bên trái một chút xíu thì nó không có bị gì hết ha. Anh em coi không? Rất là đơn giản, con rồng này đánh thì được đồ rồng ha, được đồ rồng. Được đồ rồng. Đồ huyết rồng. Huyết rồng ma, đồ huyết rồng ma. Đồ này là cái bộ đồ anh em cần kiếm đầu tiên á, để đánh mấy cái con boss sau quá. Cái game này chế độ PK của nó hay lắm anh em ha, chơi sướng tay luôn á. Anh em tải về chơi thử đi. Game này hơi bị ghiền luôn nha. Đi đi đánh boss thì đi chung được, nói chung là nó chơi chung được hết. Mà mình coi mấy video clip thì chưa thấy người Việt Nam nào làm hết á, cho nên mình sẽ mở đầu cái con game này cho anh em ha. Cái con game này thì bình thường thì không có link tải đâu, nó chỉ có tải trên Steam thôi. Anh em đăng ký Steam á, xong rồi anh em tải, nó chỉ có 2 GB thôi, rất là nhẹ. Đấy, sau khi anh em thấy không, nó chết thì nó rớt ra đồ mình lượm thôi. Mình giờ mình đầy đồ hết rồi cho nên là mình chỉ lượm được tiền với lại ấy thôi. Rồi. Cái nhẫn này thì chắc mình sẽ bỏ một món gì đó ra ha, lượm cái nhẫn. Rồi ha. Đấy, anh em thấy không? Đấy, đây là cái cách để mình giết con rồng ha. Rồi, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại.